Chiến thần ở rễ, Dương Thanh, Tần Thanh Tâm, tập 451, 452. Thành chủ, chỉ cần chúng ta tiêu diệt Hoài Thành phủ, Hoài Thành sẽ trở thành vùng đất hoàn toàn nằm dưới quyền chưởng khống của một phủ chúng ta. Lúc này, từ bỏ, có phải là có chút không sáng suốt hay không? Có người vội vàng mở miệng nói ra. Một thành chủ lạnh giọng nói, Hoài Thành phủ, mặc dù đã nhận tổn thương, nhưng các ngươi đừng quên, Hoài Thành chủ thực lực mạnh cỡ nào, coi như ta cùng kiếm khách bóng đêm có liên thủ với nhau, có thể giết hắn, lại như thế nào? Chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Thật đến lúc đó, các ngươi cho rằng, những gia tộc đang ngồi chờ làm ngư ông thủ lợi sẽ trơ mắt nhìn mục phủ của chúng ta nắm quyền chưởng khống Hoài Thành hay sao? Nghe đến đây, tất cả mọi người đều vội ngậm miệng lại. Bọn họ mặc dù muốn chưởng khống Hoài Thành, nhưng bọn họ cũng hiểu rõ sự lo lắng của một thành chủ không phải là không có lý. Cường giả trong mục phủ liền nhanh chóng rời khỏi Hoài Thành. Hoài Thành phủ bên trong một đại sảnh nguy nga. Hoài Thành chủ ngồi ở vị trí chủ vị, phía dưới đều là hào môn quý tộc của Hoài Thành phủ. Trên mặt của mỗi một người đều là vẻ bi thương. Trận chiến hôm nay đối với Hoài Thành phủ mà nói là một tổn thất cực lớn. Có thể nói, Hoài Thành phủ đã đến thời khắc nguy cấp mấu chốt nhất, có thể sẽ bị một thế lực nào đó tiêu diệt bất cứ lúc nào. Đừng để cái vẻ mặt cầu xin đó ra làm cái gì. Tất cả, xốc lại tinh thần cho ta. Trời có sập xuống, còn có ta. Ta sẽ chịu thay cho các ngươi. Hoài Thành chủ ánh mắt quét qua đám người, lạnh giọng nói. Thành chủ, hiện tại có rất nhiều thế lực đang ở trong bóng tối, bí mật nhìn chằm chằm Hoài Thành phủ chúng ta. E rằng bọn hắn đều đang chờ cơ hội động thủ. Bên ngoài, thế lực mục phủ vẫn đang càn quét. Mấy gia tộc đỉnh tiêm đã bị thôn tính hết rồi. Nếu như chúng ta không có biện pháp đối phó, e rằng mọi chuyện sẽ kết thúc. Một tên cường giả Hoài Thành phủ, đôi mắt đỏ hoe nói. Làm dao động lòng người, giết! Hoài Thành chủ nhất thời nổi giận, trực tiếp ném thẳng viên hạt đào bằng sắt đúc trong tay. Viên bi sắc như một viên đạn pháo, lao vút đi. Bùm! Viên hạnh đào bằng sắt đúc nện thẳng vào giữa hai lông mày của cường giả Hoài Thành phủ. Hắn còn chưa kịp nhận ra chuyện gì thì đã ngã xuống vũng máu, đầu vỡ toát, chết không nhắm mắt. Cảnh tượng này khiến cho mọi người choáng váng, kinh ngạc đến ngây người. Hoài Thành chủ ánh mắt quét qua toàn trường, lạnh giọng nói ra. Còn có ai cho là Hoài Thành phủ chúng ta nhịn không được hay không? Phàm là ánh mắt của hắn quét đến chỗ nào đều không một ai dám nhìn thẳng vào hắn, vội vàng cúi đầu xuống. Hoài Thành chủ nghiến răng nghiến lợi nói ra, việc chúng ta phải làm bây giờ là chờ. Kẻ nào dám ra mặt động thủ với Hoài Thành phủ chúng ta, vậy chúng ta sẽ giáng cho bọn chúng một đòn sấm sét, để cho lũ chuột nhắt trốn trong bóng tối biết ta Hoài Thành phủ không dễ bị bắt nạt như vậy. Vừa đúng lúc này, một tên thủ hạ vội vàng chạy vào, quỳ gối trước mặt Hoài Thành chủ nói ra, Thành chủ, tin tức tốt. Đám cường giả mục phủ, ngay tại vừa rồi, toàn bộ đều đã rời khỏi Hoài Thành. Hoài Thành chủ cười lạnh một tiếng, hắn ngược lại là thông minh. Biết rõ vào lúc này, nếu ra tay, động thủ với Hoài Thành phủ của chúng ta, cũng chỉ có thể để cho người khác lợi dụng, ngồi làm ngư ông thủ lợi. Hoài Thành chủ, tôi đã trở lại. Đột nhiên, một cường giả mặc áo choàng đen xuất hiện bên trong đại sảnh. Người cuối cùng đã trở lại rồi sao? Hoài Thành chủ nhìn chằm chằm đối phương, lạnh giọng nói ra. Bây giờ, Hoài Thành phủ đã đến thời khắc sinh tồn tử vong. Với tư cách là đối tác của ta, tiến sĩ Black Doctor, không phải chỉ đứng trơ mắt nhìn xem hay sao? Tiến sĩ Black Doctor cười cười nói. Hoài Thành chủ nói sao lại nói như vậy chứ? Chuyện của Hoài Thành phủ cũng là chuyện của tiến sĩ Black Doctor ta. Nói xong, hắn vỗ tay. Lập tức có hai tên cường giả mặc áo choàng đen bước ra ngoài. Khi Hoài Thành chủ vừa nhìn thấy hai tên cường giả áo choàng đen này, sắc mặt hắn lập tức đại biến. Cả kinh nói,
cường giả siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong sao? Hoài Thành chủ vẫn luôn biết tiến sĩ Black Doctor không hề đơn giản, nhưng hắn vẫn không thể ngờ tiến sĩ Black Doctor vậy mà có thể bất ngờ tìm ra hai tên cường giả siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Điều khác biệt so với những lần trước đây là hai tên cường giả do tiến sĩ Black Doctor dẫn tới cũng mặc y phục áo choàng đen và đeo mặt nạ, nhưng các cường giả lúc trước không có một chút khí tức võ đạo nào trên thân, và lần này hai tên cường giả trên thân lại có một khí tức võ đạo rất cuồng bạo. Tiến sĩ Black Doctor vừa cười vừa nói, hai tên cường giả này đều là cường giả siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Có hai người này ở đây, còn có ai có thể làm gì được Hoài Thành phủ, đúng không? Hoài Thành chủ trên mặt xuất hiện mấy phần vẻ tức giận. Hắn dương đôi mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào tiến sĩ Black Doctor nói. Tiến sĩ Black Doctor, ngươi ẩn tàng thật đúng là sâu. Rõ ràng có thể đưa ra cường giả siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, nhưng là ngươi mặc kệ chúng ta cùng một phủ chiến đấu đến chết. Nếu như thời điểm chúng ta cùng một phủ tử chiến, ngươi đưa đến hai tên cường giả này, Hoài Thành phủ chúng ta làm thế nào lại tổn thất nghiêm trọng như vậy chứ? Tiến sĩ Black Doctor cười cười giải thích nói, Hoài Thành chủ bớt giận, hai tên này cũng là ta đã tốn hao cái giá rất lớn mới đưa tới được đây. Nếu không phải như vậy, ta tại sao lại phải giấu giếm chứ? Hoài Thành chủ đương nhiên là không tin lời của tiến sĩ Black Doctor nói, nhưng là việc đã đến nước này, không cũng không tốt đi chất vấn làm cái gì. Hắn nhìn về phía tiến sĩ Black Doctor. Chuyện đã qua rồi, ta cũng không muốn nói nhiều lời. Nhưng là lần này, cũng xin tiến sĩ Black Doctor nhất định phải trợ giúp Hoài Thành phủ của chúng ta tiêu diệt hết những kẻ thù dám tới đây gây chuyện. Tiến sĩ Black Doctor cười gật đầu. Hoài Thành chủ yên tâm, ngài đừng lo lắng. Lần này mặc kệ là kẻ nào, chỉ cần bọn hắn dám đến mạo phạm tới Hoài Thành phủ, chúng ta sẽ vĩnh viễn để cho bọn hắn lưu tại ở phủ Hoài Thành phủ. Hoài Thành chủ nói tốt. Kỳ thực nội tâm của hắn vẫn là vô cùng kích động, vốn cứ tưởng hắn sẽ phải đối mặt với những chuyện tiếp theo, nhưng không nghĩ tới tiến sĩ Black Doctor lại tìm ra được hai tên cường giả có thực lực siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Cùng với hắn, Hoài Thành phủ bên này liền có ba tên cường giả có thực lực siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Mặc dù Hoài Thành phủ đã tổn thất rất nhiều khi tử chiến với một phủ, nhưng hiện tại với hai tên cường giả có thực lực siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong này, thực lực của Hoài Thành phủ không những không suy giảm đi một chút nào, mà ngược lại còn được tăng lên rất nhiều. Tiến sĩ Black Doctor đột nhiên nói, Hoài Thành chủ, ta có một kế hoạch, có thể đem những cường giả núp trong bóng tối kia một mẻ hốt gọn. Ta không biết Hoài Thành chủ phải chăng có cảm thấy hứng thú hay không. Hoài Thành chủ mở miệng, người cứ nói đi. Tiến sĩ Black Doctor cười cười nói, bây giờ những tên cường giả đang trốn trong bóng tối kia, không biết Hoài Thành phủ của chúng ta còn có thêm hai tên cường giả siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong nữa. Ta đề nghị chúng ta tạm thời trước tiên không nên tiết lộ tin tức hai tên cường giả này ra. Hãy để cho cường giả của Hoài Thành phủ ra mặt trước, đối phó với những cường giả đang âm thầm ẩn tàng trong bóng tối kia. Hoài Thành chủ lập tức chân mày cau lại. Ý của ngươi là sẽ hy sinh cường giả Hoài Thành phủ của chúng ta sao? Tiến sĩ Black Doctor vội vàng giải thích. Hoài Thành chủ, ngài ngẫm lại xem. Hoài Thành phủ đã phải chịu rất nhiều tổn thương sau khi trải qua trận chiến với một phủ. Bây giờ, rất nhiều cường giả đang nhìn chằm chằm vào Hoài Thành phủ. Hôm nay, ta đã đưa hai tên cường giả siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đến đây, và chúng có thể ngăn cản những cường giả bên ngoài kia. Thế nhưng là coi như chúng ta hôm nay ngăn trở, như vậy tương lai thì sao? Hai tên cường giả này rốt cuộc chỉ là do ta mời tạm thời tới đây. Bọn hắn sẽ rời đi sau khi ra tay ngày hôm nay. Sau khi bọn hắn rời đi, đám cường giả đang ẩn nấp trong bóng tối kia còn không phải sẽ xuất hiện sao? Về sau, Hoài Thành phủ
sẽ đối phó với những cường giả bên ngoài như thế nào đây? Hoài Thành chủ không nói gì mà vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tiến sĩ Black Doctor, chờ hắn nói tiếp. Tiến sĩ Black Doctor nói tiếp: cho nên đề nghị của ta là, trước tiên không nên lộ diện hai tên cường giả này. Cường giả của Hoài Thành phủ trước tiên sẽ xuất hiện đối phó với những cường giả ẩn nấp ở bên ngoài. Một khi khai chiến, để những tên cường giả kia trông thấy cường giả Hoài Thành phủ lực bất tòng tâm. Tất cả đám cường giả đang một mực nhìn chăm chăm vào chúng ta, khẳng định đều sẽ cùng nhau gia nhập cuộc chiến, hy vọng kiếm được một chút lợi ích. Đến lúc đó, hai tên cường giả siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong này sẽ lộ diện ra tay, giúp Hoài Thành chủ ngài một chút sức lực, trực tiếp giết chết tất cả những cường giả dám tới đây xâm phạm. Bằng cách này, đối với những thế lực muốn đối phó với Hoài Thành phủ, lúc này đã bị chấn nhiếp, hoảng sợ, đồng thời cũng kéo dài thêm thời gian cho việc Hoài Thành phủ khôi phục lại nguyên khí. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của một mình ta. Rốt cuộc nên làm như thế nào, còn phải xem ở Hoài Thành chủ ngài. Dù sao, chiến lược này đối với Hoài Thành phủ mà nói, có chút tàn nhẫn, sẽ tổn thất không ít cường giả của Hoài Thành phủ. Nói xong, tiến sĩ Black Doctor không nói thêm gì nữa. Hắn đứng sang một bên, chờ đợi quyết định cuối cùng của Hoài Thành chủ. Hoài Trấn ở một bên nhanh chóng nói: cha, con nghĩ đề nghị của tiến sĩ Black Doctor rất tốt. Nếu như không phải tiến sĩ Black Doctor mang đến hai tên cường giả, Hoài Thành phủ chúng ta còn không phải sẽ phải một mình ứng phó với những cường giả đang âm thầm trốn ở trong bóng tối kia hay sao? Hoài Thành chủ vẫn không lên tiếng, hắn cau mày suy nghĩ xem đến cùng nên làm như thế nào cho tốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hoài Thành chủ vẫn do dự, không có cách nào hạ được quyết tâm. Vừa đúng lúc này, một tên thủ hạ đột nhiên vội vàng hấp tấp chạy vào, hoảng sợ nói: Thành chủ, thật không tốt. Một đám cường giả thần bí đột nhiên xông vào Hoài Thành phủ, đại khai sát giới. Thực lực của đối phương rất mạnh. Tên cường giả cầm đầu dường như là một cường giả siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Hoài Trấn đột nhiên lo lắng, vội vàng khẩn trương nói: phụ thân, ngài nhanh chóng quyết định đi. Hoài Thành chủ hai mắt nhìn chằm chằm tiến sĩ Black Doctor, lạnh giọng nói: ta hy vọng ngươi là thực sự muốn cùng Hoài Thành phủ cùng chung sinh tử. Nếu như để cho ta biết ngươi làm chuyện này là có mục đích khác, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiến sĩ Black Doctor khẽ cười, hắn không thèm quan tâm đến sự uy hiếp của Hoài Thành chủ. Vừa cười vừa nói: Hoài Thành chủ cứ yên tâm, ta khẳng định là thật tâm muốn sống chết cùng Hoài Thành phủ. Lúc này Hoài Thành chủ không còn do dự, hắn vung tay lên ra lệnh một tiếng, để tất cả siêu phàm cảnh cường giả đồng loạt ra tay, đem những kẻ địch này đánh giết, vĩnh viễn lưu bọn hắn lại Hoài Thành phủ. Vâng. Trong lúc nhất thời, tất cả cường giả của Hoài Thành phủ đều xông vào những cường giả tới xâm phạm. Nhưng không một ai để ý được, khóe miệng của tiến sĩ Black Doctor khẽ nhếch lên, tạo thành một vòng cung đầy ẩn ý thâm sâu. Các cường giả xâm nhập Hoài Thành phủ thực lực đều phi thường cường đại. Các cường giả Hoài Thành phủ căn bản không hề có sức kháng cự, lần lượt từng tên rơi vào trong vũng máu. Nhìn thấy tử vong và tổn thương của đám cường giả Hoài Thành phủ càng lúc càng thêm nghiêm trọng. Trong lúc nhất thời, những thế lực còn đang âm thầm bí mật theo dõi, gần như cùng một thời gian, đồng loạt xông vào Hoài Thành phủ, gia nhập cuộc chiến. Trong lúc nhất thời, bên trong Hoài Thành phủ đại loạn, tổn thất của Hoài Thành phủ càng lúc càng thêm nghiêm trọng. Hoài Thành chủ lúc này cũng gia nhập cuộc chiến, một thân một mình đối phó với ba tên cường giả siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Các người rốt cuộc là ai? Hoài Thành chủ một quyền đánh lui một tên cường giả, nghiến răng nghiến lợi hét lên. Ba tên cường giả đều đeo mặt nạ, nhưng không một tên nào thèm chú ý tới lời nói của Hoài Thành chủ. Bọn hắn nhìn nhau. Một người trong đó mở miệng nói: trước tiên, chúng ta cùng liên thủ giết chết Hoài Thành chủ.
sau đó sẽ bàn đến những chuyện khác. Thấy thế nào? Tốt, tốt. Hai tên cường giả kia lần lượt lên tiếng. Khi tiếng nói của bọn hắn vừa rơi xuống, ba tên cùng nhau hướng phía Hoài Thành Chủ vọt tới, trực tiếp bùng nổ sát chiêu. Hoài Thành Chủ lập tức bị áp lực cực lớn, một mình đối mặt với ba tên cường giả siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Hắn dù sao cũng chỉ có một người, nếu như không phải thực lực của hắn mạnh hơn, sợ là sớm đã chết dưới sự liên thủ của ba tên cường giả này. Tiến sĩ Black Doctor, người mạnh nhanh lên, mau để người của ngươi ra tay đi, nếu không phụ thân của ta sẽ chết trong tay ba tên cường giả siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong kia mất. Trong sảnh đại sảnh chính, Hoài Trấn nhìn chằm chằm tiến sĩ Black Doctor, một mặt sốt ruột lo lắng nói ra. Khóe miệng của tiến sĩ Black Doctor hơi nhếch lên, lập tức nói: đã Hoài thiếu thành chủ muốn các ngươi ra tay, vậy các ngươi liền ra tay đi. Hoài Trấn vui mừng khôn xiết, chỉ cần hai tên cường giả xung quanh tiến sĩ Black Doctor chịu ra tay, cục diện chiến đấu bên ngoài sẽ lập tức được đảo ngược. Bộp! Thế nhưng, trong khi hắn đang hớn hở vui mừng, một tên cường giả siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong từ phía sau lưng tiến sĩ Black Doctor bước ra. Và sau khi hắn ta đi đến trước mặt của Hoài Trấn, một tay liền tóm chặt lấy cổ Hoài Trấn, nâng bổng hắn ta lên trời. Giờ khắc này, Hoài Trấn lập tức sợ hãi đến tột đỉnh. Hắn ta nhìn về phía tiến sĩ Black Doctor với ánh mắt kinh hoảng. Hắn muốn nói chuyện, nhưng lại bị đối phương gắt gao, thít chặt lấy cuống họng, một câu đều nói không ra khỏi miệng. Giết! Tiến sĩ Black Doctor một chữ rơi xuống. Rắc, rắc! Những tiếng xương gãy giòn tan vang lên. Cổ Hoài Trấn trực tiếp bị vặn gãy, khóe miệng hắn có máu tươi tuôn ra, hai mắt trợn lên trừng trừng, chết không nhắm mắt.